Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV. Và như vậy là chúng ta đã bước sang năm 2023 được 3 ngày rồi. Thì những cái thông tin cập nhật mới nhất về dự án P Network có lẽ vẫn nóng nhất hiện nay thì vẫn đang là việc các cái sàn thi nhau cho cái mã P lên trên sàn của họ. Thì tính đến nay thì đã có khoảng 12 sàn giao dịch lớn nhỏ công bố list P ở cái dạng là IOU. Nghĩa là sao? Nghĩa là các bạn có thể giao dịch được nhưng mà không thể nạp rút P xịn được, và chờ khi mà các bạn cái dự án P Network này lên mainnet chính, công khai tất cả các cái mã nguồn cái thứ, thì lúc đấy thì sàn họ mới móc nối vào được cái mạng blockchain P và có thể tạo ra được cái ví P để các bạn gửi nhận P xịn lên các sàn và thực hiện nạp rút P khi mà các bạn đã có những cái giao dịch IUI này từ trước đấy, trong cái giai đoạn này đó. Thì đây là một cái chuyện bất bình thường cho một cái dự án. Vì sao nói là bất bình thường? Vì nó đi ngược lại với các cái dự án truyền thống đó. Khi người ta đã tạo được một cái sàn giao dịch dù là nhỏ nhưng mà được cả thế giới biết thì nó cũng có cái giá hàng triệu đô rồi. Tất cả các chủ sàn phải đều là những cái con cá lớn, từ cá voi, cá mập, thậm chí là cá nhà táng đấy, và là những cái người cực kỳ am hiểu trong cái lĩnh vực blockchain crypto này. Một cái quyết định sai thì có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín của sàn, nhất là với lại các cái sàn SES. SES là những cái sàn mà giao dịch tập trung các bạn nhé. Thì những cái sàn SES này thì thường các cái chủ sàn toàn là những cái người mà có định danh rõ ràng, chứ không phải là những cái sàn phi tập trung, họ không công bố ẩn danh đi. Thì những cái sàn này thì họ chả dại gì, chả ngu gì mà list cái đồng pi lên mà không được gọi là không được phép, và phạm vi phạm những cái chính sách pháp luật của những cái nước sở tại mà họ đang đặt ở đấy. Thì làm như thế thì họ rất dễ vướng phải các cái kiện tụng pháp lý. Thì dĩ nhiên là họ có lý do để họ list cái đồng pi trong giai đoạn này, và đấy là những cái dấu hiệu để cho thấy rằng là dự án sẽ mainnet trong một cái quãng thời gian ngắn sắp tới thôi. Thì các bạn nào mà có quan tâm đến thị trường tiền điện tử chắc là cũng không lạ gì với cái đồng ETH, là cái đồng tiền mà hiện nay đang có cái giá trị vốn hóa đứng thứ hai chỉ sau mỗi thằng Bitcoin thôi. Và các bạn biết được rằng là khi mà ETH sắp sửa mainnet trong cái thời kỳ mà nó mới triển khai ấy, thì nó cũng có một cái dạng hoạt động như thế này, cách thức hoạt động như thế này, giống như Pi đây đấy. Thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là Pi sắp mainnet thế thôi. Và ngoài những cái sàn tập trung mình để ở trên màn hình như các bạn đang thấy ấy, thì nó còn có một số những cái trang thống kê lớn như là CoinMarketCap hoặc là CoinGecko. Đó đều là những cái trang uy tín có trị giá hàng triệu đô. Họ đều cần phải có cái điều kiện và quy trình nghiêm ngặt mới công bố một cái dự án tiền điện tử mới ở trên cái trang thống kê của họ. Tất cả đều liên quan đến sự uy tín và tính pháp lý thôi. Và họ có lý do để họ list cái đồng Pi ở trên những cái trang thông báo của họ. Đó, và chúng ta bây giờ nhiệm vụ làm gì? Là chuẩn bị sắp thu hoạch được Pi thôi các bạn. Nếu mà bây giờ bạn nào mà chưa tham gia thì nhảy vào tham gia ngay thôi. Thực ra thì với cái giai đoạn mà dự án chưa được gọi là mainnet thì các bạn vẫn được coi là nhà tiên phong. Mình không chắc khi mà dự án lên bắt đầu chính thức lên mainnet thì cái tốc độ khai thác nó sẽ còn có thể giảm một cách gọi là khủng khiếp hơn so với thời gian này. Các bạn có thể hình dung được quãng một năm trước các bạn khai thác thì thật sự là vẫn còn có thể thu thập được nhiều Pi, nhưng mà giai đoạn chỉ cần khoảng 6 tháng hay 9 tháng trở lại đây mà các bạn mới khai thác thì cũng đã cảm nhận được cái tốc độ khai thác nó giảm một cách đáng kể như thế nào rồi. Và nếu mà chưa tham gia thì các bạn chần chừ thì các bạn chỉ có thiệt thôi. Đó. Rồi, và nhìn trên màn hình thì các bạn có thể thấy top những cái sàn giao dịch tập trung đã list Pi. Thứ nhất đó là Huobi. Huobi thì các bạn không phải bàn cãi về cái mức độ gọi là quy mô của nó rồi. Thậm chí nó có thể so sánh gần như là ngang ngửa với lại Binance. Nó Binance mà số 1 thì Huobi chắc phải số 2. Bởi vì các bạn biết là Huobi là của Trung Quốc, mà cái thị trường tiền điện tử của Trung Quốc, cái người số lượng người dân tham gia của họ chỉ cần
10% dân số của họ đã gấp bao nhiêu lần cái phần còn lại của thế giới rồi. Đấy, tiếp theo là sàn XT, rồi Bitmark Exchange, rồi Hotcoin Global, Super XZ, Bitcoinomics này, CoinStore, EXC này, Coin Exchange này, Exchange JPEG này, Atlantic EX, Honest Finance, Honest này của ông Việt Nam này, Bitcoin, Bitcoinex app đó, vân vân, rất nhiều. Rồi các cái trang mà theo dõi thống kê thị trường điện tử, số 1 phải nói đến là CoinMarketCap này, số 2 là CoinGecko này, số 3 là Nomix Finance đó, rất nhiều. Mình nghĩ sắp tới khi tất cả các sàn sẽ list hết pi thôi, thì ông nào mà đú theo pi sớm thì sẽ thu hút được thêm cái lượng người đang đào pi, cộng đồng pi thủ sớm hơn thôi. Đấy, thì cứ sàn nào mà list sớm thì ở đấy sẽ xuất hiện những cái giao dịch pi. Thậm chí bây giờ họ chưa có pi, nạp giúp pi thì họ sử dụng chính các cái đồng coin của sàn, hoặc là các cái coin nền tảng như là USDT hoặc là BUSD đấy, để giao dịch với những cái mã pi mà đang cho phép giao dịch một cách gọi như kiểu là mua khống bán khống ở trên các cái sàn đấy. Thì rõ ràng là tiền đổ về sàn từ đấy chứ lại đâu, đó sàn họ cũng thích lắm ấy, chứ không phải là vừa đâu các bạn ạ. Thế nên là các sàn đang tận dụng tối đa cái giai đoạn mà Pi đang bùng nổ phát triển mạnh mẽ như thế này để có thể thu hút được thêm người dùng Pi. Mà một cái hiệu ứng ngược lại nữa là với các sàn nổi tiếng thì khi mà họ list Pi với cái sự bùng nổ về giá của Pi như thế này thì lại thu hút được thêm các anh em trader mà trước nay vẫn có cái sự hoài nghi về dự án Pi, thì họ bắt đầu quan tâm đến Pi, và có thể là những cái người đào Pi tiềm năng ở trong những cái sàn này đó. Thì một vài cái chia sẻ như vậy, cập nhật cái thứ tự số lượng các cái sàn mà đã list pi ở trên trên cái giao dịch của họ trong đầu năm 2023 như vậy. Thì rất mong nhận được sự ủng hộ, quan tâm theo dõi của quý vị các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các clip tiếp theo của kênh Invest TV nha.